có vạch giữa ở đây. Đội nào kéo mà cái vạch giữa này nó qua cái mép này hoặc bên phía tay trái qua bên này thì đội đó sẽ giành thắng cuộc. Các cháu hiểu chưa? Đúng rồi chưa? Đúng rồi chưa? Cháu có cảm giác thế nào? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nói to lên, sẵn sàng chưa? Rồi ạ. 2, 3, sẵn sàng. Đưa kéo, đưa kéo. Đúng rồi. Chú biết là kính của cháu cũng khá là đẹp rồi nhưng mà không đẹp bằng của chú. Đứng lịch xuống, một chút nào. Chơi như thế. Cháu sẵn sàng chưa? Cháu sẵn sàng rồi ạ. Ván này thắng không? Quyết tâm chưa? Quyết tâm. Cả đội quyết